Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Em chào anh Huy. Chào em. Anh Huy ơi, hồi sáng em đi siêu thị á mà quên rủ anh Huy mất tiêu. Em thấy ở trong bán rất là nhiều các loại thực phẩm làm sẵn anh, ngon quá trời luôn. Đúng rồi, ở siêu thị thì bán đầy tất cả những cái loại như là thịt nguội hay là xúc xích nè. Dạ. Những loại thức ăn sẵn rất là nhiều. Dạ đúng rồi đó, mà mấy cái đó tiện lắm nha anh Huy. Em mua thiệt là nhiều nè, em về để trong tủ lạnh á. Lâu lâu cái đi làm về mệt á, rồi cái lấy ra ăn liền không? Dạ đúng rồi. Đúng rồi, những cái loại thực phẩm đó thì lấy ra ăn liền rất là tiện lợi. Nhưng mà bên cạnh đó lâu lâu chúng ta cũng phải sử dụng những cái loại thực phẩm ăn liền mà chế biến ra những món ăn khác, làm cho khẩu vị nó được thay đổi, cho món ăn được ngon hơn chứ. Hay quá, vậy anh Huy chỉ cho em mấy món đi, để em làm bí kíp 11 khi em đem ra em chế biến em ăn liền. Đồng ý cả hai tay. Nhưng mà anh ơi, em làm biến lắm á, món nào nhanh nhanh nha, 10 phút thôi, chịu rồi, không? Rồi, đồng ý hoàn toàn. Đến với chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị chúng ta hãy cùng nhau vào bếp để chế biến một món ngon trong tích tắc. Chúng ta hãy bắt tay với món xúc xích chiên xù. Để chế biến món ngon trong tích tắc này, chúng ta chỉ cần có 4 lát bánh mì sandwich, xúc xích, tương ớt, trứng gà, bột xù và không thể thiếu sốt mayonnaise Lisa. Nguyên liệu đơn giản không ngờ luôn đó anh Huy. Rất đơn giản phải không? Dạ. Nhưng mà còn đơn giản hơn nữa nếu mà có sự trợ giúp đắc lực của Minh Châu. Em sẵn sàng. Bây giờ là giao cho em 2 cái trứng. Dạ. Em đập em bỏ qua cái tô, sau đó đánh lên cho anh. Dạ, em đồng ý. Trong lúc này thì bánh mì sandwich chúng ta sẽ cắt bỏ rìa và cán mỏng. Đây, anh Huy sẽ cắt bỏ cái rìa sandwich, sau đó mình sẽ cán mỏng để mình cuộn sandwich vô cái xúc xích nha. Dạ. Chúng ta sẽ sử dụng một cây cán bột để cán cho bánh mì mỏng ra Minh Châu nhé. Dạ. Và khi cán là Minh Châu nhớ cán nhẹ tay thôi, để bánh mì khỏi bị bể ha. Anh Huy ơi, em đánh trứng xong rồi nè. Xong, em để đó cho anh. Cảm ơn Minh Châu. Dạ. Anh Huy ơi, tại sao trong lúc này anh Huy không bắt chảo dầu lên để mình tiết kiệm thời gian hả anh Huy? Đúng rồi, vậy thôi em giúp cho anh luôn đi. Dạ. Bắt chảo dầu lên để cho lửa nóng từ từ ha. Dạ. Đây, một chảo với rất nhiều dầu bởi vì mình phải chiên ngập dầu đúng không anh? Đúng rồi. Sau khi cán xong, chúng ta đến phần cuộn xúc xích lại. Nhưng mà quan trọng nhất là mình cho một lớp mayonnaise Lisa lên trước khi chúng ta cán nha. Như vậy thì vừa tăng hương vị của món ăn nè, mà em nghĩ là một chất kết dính nữa phải không anh Huy? Đúng rồi, đây nè, anh cho một ít mayonnaise Lisa lên và chúng ta sẽ cán một lớp mỏng ra. Anh cho một cây xúc xích và anh Huy một cây, chúng ta cùng nhau cuốn lại ha. Dạ, cuốn chặt tay anh Huy ha. Đúng rồi. Đây, anh Huy sẽ tỉa hai cái đầu này cho nó đều lại với nhau luôn. Rồi, bây giờ đã rất là đẹp rồi. Phần tiếp theo rất là đơn giản. Chúng ta cho những cuộn xúc xích đã cuốn xong vô trứng nè, để áo một lớp. Tiếp theo là cho qua bột xù trước khi chúng ta chiên. Kính thưa quý vị, còn một điểm nữa chúng ta cần phải chú ý là chúng ta phải chiên xúc xích trong dầu nóng. Bởi vì khi mà chiên trong dầu nóng thì xúc xích sẽ không bị thấm nhiều dầu quá, thì món ăn sẽ được ngon, giòn hơn. Dạ, quý vị và các bạn thân mến, để cho món ăn của chúng ta ngon hơn thì quý vị nhớ chúng ta chiên ngập dầu trong lửa lớn. Như vậy thì món ăn của chúng ta sẽ không bị ngấm dầu, rất là ngon đó. Đối với xúc xích này thì bản thân xúc xích đã chín sẵn rồi. Dạ đúng rồi. Đó, do đó chúng ta phải chiên ở cái nhiệt độ dầu cao hơn một chút xíu. Dạ. Khi mà giòn lên thì chúng ta gấp ra liền và cho qua giấy thấm dầu. Đây, em thấy rất là lẹ phải không? Dạ đúng rồi. Vậy là xong rồi đó. Em mới quay qua đây một cái, quay lại đây anh Huy gấp ra mất tiêu rồi. Đúng rồi, bởi vì anh nói là chiên trong dầu thật là nóng. Bởi vì bản thân sandwich cũng có thể ăn liền được nè. Dạ đúng rồi. Và xúc xích chúng ta cũng ăn ngay được. Vậy là xong rồi đó Minh Châu à. Trời ơi, quá nhanh luôn. Bây giờ đến công đoạn cuối, anh sẽ cho ra dĩa, nhìn cho nó hấp dẫn ha. Một cuốn ra dĩa, phần còn lại sẽ cắt xé qua. Đây, anh có thể trang trí một ít bún đuổi nè, mình sẽ hấp dẫn. Rồi, sốt mayonnaise anh cũng cho lên một ít nhìn cho nó đẹp nha. Dạ. Hay quá. Như vậy là món ăn đã hoàn tất rồi đó Minh Châu à. Thời gian chế biến thì đã nhanh rồi, nhưng món ăn không biết có ngon như ý của em mong mỏi hay không. Anh mời em thử một miếng để góp ý cho anh nha. Cảm ơn một miếng tương ớt nè. Mời Minh Châu. Cảm ơn Huy.
vỏ bánh mì bên ngoài giòn, còn xúc xích bên trong á đã làm cho em cảm thấy là quên hẳn cái cảm giác mà ăn những cái món nguội ngắt thường ngày đời. Rất là dễ làm mà lại ngon nữa đúng không? Dạ đúng rồi, không hề thấm dầu một chút nào hết, rất là ngon đó anh Huy. Món ngon trong 10 phút. Một món ăn vừa ngon nè, vừa đơn giản mà thực hiện lại rất nhanh chóng chỉ trong vòng tích tắc thôi. Bên cạnh đó thì quý vị có thể dễ dàng tìm mua nguyên vật liệu và trữ sẵn trong tủ lạnh nữa chứ. Thật là tiện lợi phải không ạ? Hy vọng là quý vị sẽ thực hiện món ăn này và sẽ nói với anh Huy và Minh Châu rằng quý vị đã thành công nhé. Hộp thư của chương trình là hộp thư số 1, Bưu điện Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai. Hoặc quý vị có thể gọi điện thoại về trung tâm tư vấn khách hàng công ty Ajinomoto số 061-882-6188. Còn bây giờ, Minh Châu và Thanh Huy xin chào và hẹn gặp lại.